đoàn đàm chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng phong trào kế hoạch nhỏ và chương trình rèn luyện đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022 do thanh đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực từ các liên đội trưởng đội viên tiêu biểu. Trong thời gian qua, phong trào kế hoạch nhỏ do hội đồng đội thành phố triển khai đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đội viên. Phong trào thực hiện với nhiều hình thức nuôi heo đất, đồng góp giấy dụng, vật liệu đã qua sử dụng trồng rau, trong giai đoạn 2013-2017, công trình măng non từ phong trào của hoạch nhỏ đã tặng năm sân chơi cho thiếu nhi tại các huyện ngoại thành với trị giá hơn 3 tỷ 750 triệu đồng và nhiều công trình khác tại các quận huyện và cấp liên đội để nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới, nhiều em đội viên cho rằng cần giải thích cho phụ huynh và đội viên hiểu được ý nghĩa của phong trào để thu hút nhiều hơn nữa các bạn tham gia. Giờ các bạn đến tham quan những công trình đã được thực hiện từ phong trào kế hoạch nhỏ và xây dựng website về kế hoạch nhỏ để các bạn chia sẻ những mô hình hay và giao lưu với nhau. Chương trình rèn luyện đội viên hiện có 11 chuyên hiệu gồm các chuyên hiệu nghi thức đội viên, kỹ năng đội viên, chăm học, nhà sinh học nhỏ tuổi nhà sử học nhỏ tuổi, hữu nghị quốc tế, vận động viên nhỏ tuổi, nghệ sĩ nhỏ tuổi khéo tay hay làm an toàn giao thông, em yêu thiên nhiên. Mỗi đội viên tùy theo khả năng tự phân đấu rèn luyện để đạt được chuyên hiệu phù hợp, có thể đạt được nhiều chuyên hiệu khác nhau tùy theo khả năng. Các em đội viên đã đề xuất có thêm chuyên hiệu kỹ năng tin học vì vấn đề hiểu biết tìm học rất hữu ích đối với học tập và sinh hoạt của đội viên và tổ chức các chương trình rèn luyện đa dạng thông qua các hình thức trải nghiệm thực tế để có thể thu hút đông đảo đội viên tham gia tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đội viên trong thời gian tới hội đồng đội thành phố sẽ đưa ra các giải pháp để thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ phù hợp với tình hình thực tế hiện nay điều chỉnh chương trình rèn luyện đội viên theo hướng còn nhẹ và phát huy được khả năng của đội viên trong giai đoạn mới